Hello, xin chào tất cả các bạn. Mới đây 1-2 ngày thì ở Úc đây có một người đàn ông Việt Nam ở độ tuổi 48 thì vừa mới đặt chân tới Úc khoảng 6 ngày thì gây ra một cái sự cố tai nạn các bạn. Ngày thứ bảy đi vô hầu tòa, đi định cư, đi diện định cư diện vợ chồng. Đây là một cái thói quen, cái kiểu mà người Việt Nam mình hay mắc phải lắm, kiểu nóng vội rồi nôn nóng rồi cứ muốn thử. Nó giống như kiểu như ở Việt Nam các bạn, nhưng mà Úc thì không phải, mọi thứ nó khác hơn nhiều. Mình vô đề luôn, đó là anh này thì anh đi qua diện vợ chồng, tại vì cái đài số 7 News nó đưa tin luôn mà, là đi diện vợ chồng qua, mới xin visa diện vợ chồng qua thì lấy chiếc xe của chị vợ chạy thử ở trước nhà, mà trong khi là không có bằng lái ở Việt Nam, cũng không có giấy phép bằng lái ở Việt Nam. Qua Úc thì cũng chưa có bằng lái ở Úc, thì lái xe chạy đạp nhầm ở chân ga rồi tông vô một chiếc xe khác đang đậu ở gần nhà, rồi tông tiếp hai đứa trẻ con, một đứa 8 tuổi, một đứa 3 tuổi, một đứa bây giờ nó cũng đã vô bệnh viện, đa chấn thương sọ não rồi đứt dây thần kinh gì tùm lum hết, nó đang hôn mê các bạn. Một đứa nhỏ 3 tuổi thì nó lọt dưới gầm xe luôn, nó nằm dưới đó luôn. Thì vừa rồi đây ảnh ngày thứ bảy thì ảnh hầu tòa, thì cái này thì nó rất là ảnh hưởng tới cái chuyện visa cho cái anh này. Không biết có khi nào mà lỡ một cái chuyện gì nữa thì có thể bị trục xuất luôn. Đó là cái cách mà người Việt Nam mình hay bị nôn nóng. Mà lâu nay mình cũng hay chia sẻ, mình hay kể là nhiều sinh viên hay là nhiều bạn trẻ mà đi qua bên này kiểu mà xin visa 462 đi du lịch vừa làm rồi đó. Nhiều khi ở Việt Nam thì chưa có giấy phép lái xe, qua thấy xe mua, hay là ở Việt Nam thì mua bằng, hay là nôn nóng ở Việt Nam rồi đi là có giấy phép lái xe rồi qua đây chưa có quen đường đi nước bước bên này đó, là mua xe bắt đầu chạy, không có tuân thủ những cái luật lệ bên này. Thứ nhất, ở bên Úc á, là lái xe bên trái, tay lái ngược với Việt Nam, mọi cái cách giao thông đường cua cũng là nó ngược với Việt Nam hoàn toàn. Rồi cái luật lệ nhường đường hay là quan sát đường hay là cách xử lý, nó phải có luật có lệ bên này mình mới tham gia giao thông, chứ đâu phải như ở Việt Nam là cứ thấy đường là chạy. Cứ thấy chẳng hạn như thấy xe ngoài đường là con nít nó chạy bạt mạng bạt khối, nó trốn, đâu có đâu. Bên này mà thấy người thấy xe, bên này mà thấy người thấy con nít rồi đó đi ngoài đường là mình xe mà thắng cháy lớp á, đứng yên mà nhường đợi cho người ta đi qua đường hết an toàn rồi mới chạy. Thì cái đây là cũng một cái bài học, mà một cái mà những người nào mà đi qua bên này đó, những người mà trẻ hay là lớn tuổi ở Việt Nam đi qua bên Úc mà sống định cư luôn đó, mà tham gia giao thông chạy đó, lái xe lấy đồ cũng còn phải cẩn thận. Thứ nhất là phải biết lái xe cái đã, tại vì một cái phương tiện xe hơi nó gây tai nạn là nó thảm khốc hơn là chiếc xe máy đó. Rồi luật lệ không biết, rồi hành giấy phép, rồi bằng lái rồi cũng không có, thì nó đâm ra nó đủ thứ chuyện hết. Thì cái anh này á, ảnh tông người ta xong ảnh sợ quá, anh bỏ, anh chạy vô nhà anh trốn luôn đó. Người dân người ta xung quanh người ta tới kêu ra thì ảnh không ra, anh trốn rồi, xong rồi anh đổi áo đổi quần ra là anh phủ nhận, anh nói anh không phải là người gây tai nạn. Nhưng mà cũng có xui bài là
xung quanh nó có camera, nó quan sát hết, nó thấy hết, nó lưu lại hết. Đủ thứ tội các bạn, gây tai nạn nè, rồi không có giấy phép lái xe nè, gây tai nạn nè, rồi chối tội nè, ô tôi tùm lum hết 3-4 tội luôn. Mà mới qua có 1 tuần à. Mới qua có 6 ngày mới có 1 tuần à. Chưa gì hết mà ham chạy chiếc xe Prado, xe bự á. Ở Việt Nam chưa có giấy phép lái xe, chưa có biết lái xe mà lên xe chạy. Quan sát làm sao được. Nôn nóng như ở Việt Nam các bạn, nó không phải đơn giản đâu. Ở bên này luật lệ, anh gây tai nạn xong anh trốn. Ở bên này nó đâu như bên Việt Nam đâu, người dân bay ra quýnh mình đâu. Mình gây tai nạn mình phải có trách nhiệm, mình xuống mình phải lo lắng, rồi phải giống như là giải quyết cái sự cố của mình xảy ra đó. Thứ nhất là ảnh hưởng tới người nữa, mà người là đặc biệt quan trọng nữa. Thì thứ nhất cái đó là cũng nó làm cho mình giảm tội, là mình biết cái lỗi của mình. Đây trốn luôn, sợ quá trốn luôn. Giống như ở Việt Nam là người ta sợ bay ra, ở Việt Nam cái kiểu là đụng người ta cái là bỏ chạy trốn, sợ người ta giết mình á. Nhưng bên Úc đây người ta đâu có xử sự mà thô lỗ vậy. Mình làm vi phạm luật thì người ta phải có căn cứ theo luật. Còn ảnh hưởng tới tính mạng con người thì người ta cũng phải kêu mình ra để mà biết mình là ai, mình phải hỗ trợ, phải giúp cho cứu cái người còn ở dưới. Còn cái tội mình như thế nào thì mình phải chịu thôi. Rồi đôi khi những cái hành động đó mà mình biết như vậy đó thì tòa nó cũng giảm tội. Bây giờ là nó tùm lum hết. Hai đứa trẻ con nó đang chơi ở trước nhà các bạn. Đó, rồi bắt đầu ấy, mình cũng thấy ở trên mấy cái diễn đàn có nhiều ông du học sinh rồi đi qua bên này mới có bằng lái, đi cũng đi học, thì thanh niên trẻ thì nó học giấy phép lái xe nó cũng nhanh cũng nhạy. Mà cái luật ở Úc là ví dụ như là 18 tuổi dưới 21 tuổi là khi mà có cái bằng lái xe rồi phải dán cái bằng phi đỏ lên, nó 1-2 năm gì đó nó đủ tiêu chuẩn mà không có gây tai nạn tai đồ gì hết, nó an toàn hết. Thì ở bên Vitro người ta sẽ gửi về là nâng cấp cho mình lên một cái phi xanh đó. Rồi cái phi xanh 1-2 năm gì đó nữa đủ tiêu chuẩn rồi nó mới được lên cái bằng phu, tức là bằng lượt lái xe bình thường giống như mọi người khác đó. Nó không có còn là kiểu đang tập rồi vậy đó. Nó có cái luật cái lệ của nó, có cái thước đo để cho bao nhiêu năm bao nhiêu thời gian mình lái xe vậy thì đủ mình hiểu luật lệ nguyên tắc rồi như thế này như thế kia. Đây Việt Nam mà nhiều khi qua nôn nóng quá rồi cái lái xe ban ào ra rồi đó, là may ở trong đường đó các bạn, ở trong nhà còn chạy tốc độ chậm đó, ủi tùm lum hết à. Rồi chứ còn mà ra đường mà lỡ mà ra ngã tư ngã năm ngã bảy rồi không biết mà chạy mà ban ào ra đạp mà còn ghê gớm hơn nữa. À, mình thấy thấy những cái bài mà hay viết đăng về cộng đồng người Việt ở hội sinh viên rồi đó, khi có bằng phi á, cái bằng phi mắc cỡ không muốn, giống như là mình gắn cái bằng đó lên để mà mình giống như là mình mới là người biết chạy vậy đó. Nhưng mà nó không phải, bạn gắn cái bằng cái tờ giấy đỏ giấy xanh đó lên là chứng minh được là mình đang là người mới có bằng lái xe. Mình có chạy mà cán len hay mình chạy lóng lề hay mình chạy có một chút gì đó nó bất cập một chút thì cái người tham gia giao thông, người ta có bằng phu hay là người chạy trên đường tham gia, người ta hiểu à đó nó còn còn mới quá, nó còn nó mới tham gia giao thông thì phải nhường cho nó một chút xíu, giữ khoảng cách an toàn cho nó. Đó là cái cách xử lý ở bên này. Trời ơi, mình mới thấy bây giờ không biết là nó cứ ảnh hưởng tùm lum hết các bạn. Mà ức hiếp gì đâu mà chưa có biết lái xe thì biểu vợ ra đưa chiếc xe ra cái bãi đậu xe nào nó trống đúng giờ chiều vắng rồi đó. Rồi bắt đầu cái mình lái, đúng không? Hoặc là mình tập đạp ga đạp đồ trước. Ham hố gì mới qua có một tuần ngứa tay ngứa chân không có đi đâu á.
rồi ngứa tay ngứa chân lên, bắt đầu đạp giọt ra ác cái là ở ngay cái dãy đó là có con nít nữa, mang hai đứa nhỏ luôn, một đứa lọt dưới gầm xe, một đứa là bị kẹt luôn, ủi con nhỏ lớn 8 tuổi kẹt luôn, dính vô trong kia là phải cảnh sát phải kéo ra. Rồi bây giờ là giấc mơ Úc rồi, nó hết màu hồng rồi, cái màu nó tối thui rồi đó, làm cho bà vợ cũng khổ nữa. Qua thì có cái gì cũng phải từ từ các bạn, qua để học lý thuyết, họ xem xét tình hình thời buổi bây giờ là cái thời buổi nó thông tin nó đầy rẫy hết, thì mình còn phải học, mình qua bên này là mình phải tuân thủ những cái luật lệ của người ta, mà những cái luật lệ đó nó tốt cho mình, chứ không phải như ở Việt Nam cái luật có luật mà nó làm loạn cao cao, không phải là cái luật mà người thi hành người ta không có tuân thủ. Ở đất nước đây người ta là thượng tôn pháp luật, chứ không phải là cái chà đạp lên pháp luật để mà mình sống. Ở Việt Nam mà nhiều khi mà cứ lo lót lút lót chạy chọt hay là làm lụi làm bừa chừng nào tới đâu tới, bên này đâu có gì đâu. Mình phải từ từ từng bước mình đi, đúng đúng ngày đúng giờ đúng luật đúng lệ đó mình đi, mình phải cố gắng. Qua nôn nóng các bạn thử, hồi kia đó như mình tập lái xe đó, mình mới qua mình cũng ào ực lắm, mình muốn biết chạy xe, nhưng mà thiệt ra là kiểu muốn biết kiểu Việt Nam mới qua, tại vì mình không có biết, mình ào ực mình muốn lái xe thôi, nhưng mà thiệt sự cái hậu quả nó ghê gớm lắm á. Mình cũng chiếc xe này nè, rồi chiều đó bà xã mình đưa chở mình đi ra một cái bãi đậu xe lớn, mà lúc đó người ta đi về hết rồi đó, lúc đó ở Queensland nè, bãi đậu xe mà nó trống lỏng, trong khi đó là mình mới chạy một vòng chạy cái đường mà xe chạy đó, phải tập chạy cà rê chạy có 10-20 thôi, cà nhích vậy đó, rồi chân ga chân thắng nào đạp không điều mà bà xã mình run chết luôn. Sau đó thì mình được một cái anh, mình phải ở nhà mình phải tập vậy đó, mình cứ chiều mình phải ra ngoài cái khai phạt trống lỏng á, không có chiếc xe nào đậu đó, mình mới chạy ở mà có một cái bóng người ấy. Bà xã mình nói vậy cũng nghiêm túc về luật lệ, có một cái bóng người mà xuất hiện hay một chiếc xe nào rước tới là bắt ngừng ngay, ngừng ngay xuống là không có cho chạy, không có biết chuyện gì xảy ra. Nếu mà không có ai thì mình có thể mà mình hút vô tường, hút vô bụi vô đồ cũng còn tự mình xử. Thì sau đó mình tập ngón nửa tháng một tháng vậy đó, nó cũng quen được cái chân một chút xíu. Thì tới một cái anh chủ hồi xưa mà mình làm nhà hàng, nhà anh giúp, anh dìu mình chạy ra ngoài đường, chạy đường như thế này nè, chạy tốc độ 60-70, mình cũng sợ chết luôn á, cũng ham chạy thôi, tại lúc đó mình có cái bằng lý thuyết rồi, mình được phép, mình cái người có bằng phu người ta lái, người ta dạy. Nhưng mà sau đó thì mình xuống dưới này đó là mình phải đi học thầy, người ta mới hướng dẫn là chạy như thế nào tới cái điểm này điểm kia, tránh đường né đường rồi đó, người ta chỉ những cái mà mình chưa biết. Nó thấy như vậy chứ còn nó ảnh hưởng tới luật lệ lắm các bạn, mình chạy trực tiếp ra đường á, nó nhiều thứ mình phải xử lý lắm, cho nên mình phải cần phải biết mình phải nhường đường như thế nào. Ở Việt Nam mới qua nhiều khi có những cái bảng hiệu, những cái luật, cái đường ở bên này, những cái chỗ mà keep clear rồi đó, đèn xanh đèn đỏ ngã ba ngã tư không biết cái ủi ào ra. Ở bên này khi mà có biết lái xe bên này nhìn cái đồ hình trên cái thi giấy phép á là hiểu liền à. Nhưng mà thấy có nhiều cái đoạn mà mình thấy ở trên mấy cái trang cộng đồng á, bỏ cái ngã ba lên cái thổi chiếc xe nào chạy trước chạy sau rồi cũng lên cãi lộn y xe á. Bên này nó có luật có lệ, nên bởi vậy cho nên mình hay nói lái xe bên này mà chỉ còn cảnh sát hai người đi đường, người ta thấy là cái vụ tai nạn là họ biết ai có lỗi liền, tại vì họ căn cứ theo luật, cái luật ở cái đường đó là ai chạy trước ai chạy sau, vì sao chiếc xe đó nó bị tai nạn, nó đụng và đụng ở phần nào, người ta nhìn vô cái chỗ đó người ta biết hết.
chứ không có cái kiểu mà lý suông